Hello mọi người, mình là Chi. Chào mừng các bạn quay trở lại với Catch Up with Chi, nơi mình sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình khi mà sinh sống và làm việc tại Úc. Như thường lệ thì mỗi khi kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới thì mình thường dành một chút thời gian để nhìn lại một năm vừa qua là mình đã làm những gì, đi những đâu, có những điều gì tốt và những điều gì chưa tốt, từ đó là đặt mục tiêu cho một năm mới sắp đến. Khi chưa làm YouTube thì mình thường viết ra những cái điều mà mình đã làm trong vòng một năm vào một cuốn sổ hoặc là chia sẻ bằng một post ở trên Facebook. Tuy nhiên năm nay thì mình đã có channel của mình rồi nên mình sẽ làm một video để là năm sau mình sẽ nhìn lại xem thử là mình có làm được nhiều điều hay ho hơn, mới mẻ hơn năm nay hay không. Cũng là một cái cơ hội để cho mình đánh giá lại bản thân của mình cũng như là trân trọng những cái thành công nhỏ mà mình đạt được. Kiểu tự mình đánh giá lại bản thân mình thì cũng khá là hay ho. Nào, let's start. Đầu tiên thì mình muốn nói về công việc, việc mà mình dành nhiều nhất thời gian trong năm 2023. Trong năm 2023 thì mình cũng hoàn thành là 6 tháng thử việc của mình khi làm việc tại CSIRO, là một viện nghiên cứu khoa học công nghiệp của chính phủ Úc. Và mình cũng hoàn thành một năm làm việc đầu tiên của mình. Từ một đứa lính mới chân ướt chân ráo bắt đầu đi làm thì sau một năm thì mình cũng cảm thấy là mình đã thích nghi với cái công việc, với môi trường làm việc, cường độ làm việc và những cái công việc chuyên môn của mình một cách tốt hơn. Và mình cũng nhận được những lời động viên, những ý kiến đánh giá, những góp ý tích cực từ bác quản lý của mình cũng như là những anh chị và các bác trong nhóm nghiên cứu của mình. Theo lời bác quản lý của mình thì khả năng làm việc của mình là above the average, có nghĩa là cao hơn mức trung bình, nhưng mà cao hơn mức trung bình như thế nào thì thực sự là mình không biết mọi người ạ. Và trong quá trình đi làm thì mình cũng tự nhận ra những cái ưu điểm của mình. Ví dụ như là mình có khả năng sắp xếp và ghi chép từng bước trong công việc của mình khá là tốt. Và cũng có khả năng lập trình và kỹ năng phân tích dữ liệu. Bên cạnh đó thì mình cũng có nhận ra những cái yếu điểm của mình, đặc biệt là trong cái khả năng giao tiếp với các bên liên quan trong dự án. Ví dụ khi mình đi làm, mình gặp mọi người ở chính quyền địa phương thì tự dưng là mình không biết nói cái gì, mặc dù trước đó thì mình cũng chuẩn bị khá kỹ cho các cuộc họp. Thêm nữa thì mình cũng cần phải làm việc một cách cẩn trọng hơn để đạt được cái độ chính xác cao hơn trong công việc của mình. Và thêm vào đó thì mình cũng nên sửa cái tính ngựa non hào đá của mình khi mà đi làm việc. Nếu các bạn có theo dõi các vlog của mình một thời gian thì các bạn cũng biết là trong tháng 7 vừa rồi mình có đi báo cáo tại hội nghị MOSIM, là một hội nghị về mô phỏng tại Úc. Thì tại hội nghị mình cũng báo cáo về chủ đề mà mình nghiên cứu khi mà mình học tiến sĩ, đó là ứng dụng của học máy vào việc nghiên cứu lũ lụt. Thì bài báo cáo của mình cũng nhận được sự quan tâm và nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bác giáo sư ở Anh và ở Úc. Điều này cũng làm mình thấy khá là ngạc nhiên, bởi vì là theo quan sát của mình thì các bác giáo sư lớn tuổi thì các bác thường không đặt quá nhiều tin tưởng vào việc ứng dụng của học máy trong một cái ngành nghiên cứu cổ điển hơn là làm mô phỏng về lũ lụt. Và vì những người trẻ như mình từng bước tìm những cái ứng dụng của công nghệ thông tin vào một cái ngành nghiên cứu cổ điển thì theo như mình thấy không phải là một việc dễ dàng. Xuyên suốt một năm khi làm một cái dự án lớn thì mình cũng có cơ hội được đi công tác và được gặp những cái bên liên quan trong dự án của mình. Từ bác Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thủy sản của Úc đến các bác và các cô, các chú làm việc trong các ban ngành liên quan ở chính phủ Úc, các bên truyền thông, chính quyền địa phương cũng như là người dân tại vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thì những cái cơ hội đó cũng giúp mình cọ sát và rèn luyện cái khả năng giao tiếp của mình trong công việc. Mặc dù đây không hẳn là một cái mục tiêu về công việc, nhưng mà trong năm 2023 thì mình đã chính thức nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ của mình. Mặc dù là mình đã tốt nghiệp từ năm 2022, nhưng mà vì lý do công việc nên là mình đã hoãn thời gian làm lễ tốt nghiệp cho đến tháng 5 năm 2023. Và trong năm 2023 thì mình cũng đã xuất bản bài báo nghiên cứu khoa học của mình, một bài báo mà mình đã nộp từ 2 năm trước. Bài báo này là một phần của khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu tiến sĩ của mình. Và trong một cái podcast thì mình cũng đã chia sẻ về hành trình cũng tương đối là gian nan khi mà nộp bài báo này. Do đó là khi mà bài báo được xuất bản thì cả mình và hai bác supervisor của mình rất là vui. Trong năm mới thì ở mảng công việc thì mình còn rất là nhiều chỗ trống để tiến bộ. Và hiện tại thì mình cũng chưa có ý định là sẽ đổi chỗ làm việc qua chỗ khác, bởi vì là mình vẫn thấy là mình còn học hỏi được nhiều từ bác quản lý cũng như là mọi người trong team của mình. Do đó là mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành những cái công việc được giao cũng như là từ đó phát triển bản thân hơn để tiến xa hơn trong cái sự nghiệp nghiên cứu của mình. Như vậy là từ tháng 2 năm 2023 thì mình đã mạnh dạn bắt đầu sự nghiệp làm content trên YouTube của mình. Mặc dù là đã từ lâu, từ khi mà mình học đại học, mà là mình đã muốn làm thêm một cái gì đó liên quan đến việc quay chụp, bởi vì là mình cũng khá thích là chụp ảnh, thích quay phim.
Nhưng mà chỉ khi là mình học xong tiến sĩ và mình bắt đầu đi làm thì mình mới chính thức là bắt tay vào làm content. Thì mình bắt đầu với một chuỗi podcast PhD Whisper, nơi mình và các bạn của mình chia sẻ về những kinh nghiệm và trải nghiệm của việc học PhD. Thì mình bắt đầu cũng khá là random thôi mọi người, mình kể cho vui là vào một cái buổi cuối tuần thì mình đang ăn bún bò thì mình mới nghĩ là cái cuộc sống của mình khi mà làm việc tại Canberra thì mình thấy có hơi nhàm chán một chút xíu, và giả như là mình có thể nói chuyện với các bạn của mình ở khắp mọi nơi trên thế giới về cái việc học PhD, và mình cũng muốn chia sẻ về những cuộc nói chuyện đó và hy vọng là những cuộc nói chuyện của mình và bạn mình thì sẽ phần nào giúp ích cho các bạn tìm hiểu về môi trường học tập và làm việc nghiên cứu sau đại học. Do đó là cái kênh YouTube của mình cũng bắt đầu từ đây. Thì từ từ thì mình phát triển thêm một số cái nội dung khác, ví dụ như là mình chia sẻ về những kỹ năng liên quan đến việc học tập, cũng như là mình làm thêm những cái vlog để mọi người cũng hiểu thêm về cuộc sống của mình tại Úc. Và một cái thành công nhỏ xíu xíu của mình là mình đã đạt được cột mốc là được 1.000 người đăng ký kênh. Tới đây cũng là một cái cột mốc khá là nhỏ thôi nhưng thực sự là có ý nghĩa đối với mình. Như bạn hỏi mình là vì sao mình không chuyển qua làm những cái content ngắn như trên TikTok thì sẽ có nhiều người xem và nhiều người follow hơn thay vì làm những cái video hay là làm những cái podcast khá là dài. Mình cũng muốn trả lời luôn là vì tính cách và cái sở thích của mình thì mình muốn đào sâu về một vấn đề nhiều hơn là làm những cái dạng content ngắn khá là nông như là những cái video 1 phút ở trên TikTok. Do đó mình đã chọn làm những video trên YouTube và cảm ơn tất cả các bạn đã support mình ngay từ ngày đầu tiên. Khi mà bắt đầu việc làm content giống như là một cái sở thích thì mình cũng thấy là bản thân mình phát triển được nhiều hơn. Ví dụ như là cái khả năng giao tiếp, khả năng ăn nói của mình cũng trở nên tốt hơn. Mình thường xuyên phải viết nội dung, lên ý tưởng cho những video của mình. Do đó là khả năng sắp xếp ý tưởng của mình cũng trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn. Và mình cũng phát triển cái kỹ năng sắp xếp thời gian công việc, học hành và ngủ nghỉ hợp lý để mình có dư ra một cái khoảng thời gian để làm YouTube và lên video khá là đều đặn hàng tuần. Và mình cũng cảm ơn bản thân mình cho những cái nỗ lực đó. Tuy nhiên, có thể là trong năm nay, năm 2024 thì mình sẽ không thể ra video thường xuyên như là năm ngoái, bởi vì là công việc của mình thì càng ngày càng bận rộn hơn và mình cũng đặt mục tiêu cao hơn cho việc làm nghiên cứu. Hy vọng là mọi người sẽ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mình, nhưng mà mình sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn để không phụ lòng mong mỏi của các bạn đang xem kênh của mình. Ở Việt Nam thì ông bà có câu là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mình là một đứa khá thích đi lại. Từ trước khi Covid thì mình đã cố gắng là mỗi năm mình sẽ đi thăm thú ở một cái nước nào đó. Ngoài việc đi ngắm cảnh thì cũng có thể là tìm hiểu thêm về văn hóa con người của một đất nước. Trong năm 2023 thì mình cũng đi lại di chuyển khá là nhiều, từ việc là mình quay trở lại Melbourne để làm lễ tốt nghiệp, rồi mình đi Sydney chơi và mình đi công tác cũng khá là nhiều lần. Rồi mình đi dự conference ở Darwin, và Darwin là cái thành phố mà lần đầu tiên mà mình tới trong vòng 10 năm mà mình ở Úc. Những cái chuyến đi đó thì mỗi chuyến đi đều có một cái trải nghiệm rất là khác nhau, và từ những chuyến đi thì mình cũng học hỏi thêm được nhiều điều. Vào tháng 12 vừa rồi thì mình cũng được về Việt Nam chơi và thăm gia đình. Mặc dù là mình sống ở Úc khá là lâu rồi nhưng mà mỗi năm thì mình đều cố gắng dành thời gian tầm khoảng 1 tháng để về Việt Nam. Thứ nhất là để thăm gia đình của mình, gặp gỡ bạn bè và có thời gian đi thăm thú ở nhiều nơi ở Việt Nam mà mình chưa có điều kiện được đi, và được thưởng thức những cái món ăn ngon ở Việt Nam mà mình rất thích. Mặc dù là ở Úc cũng có khá khá nhiều đồ ăn Việt Nam, nhưng nói về độ authentic và cái độ ngon thì đương nhiên là không thể nào sánh được với đồ ăn mà mình ăn ở Việt Nam được. Nếu mà công việc của mình có điều kiện để có thể làm từ xa thì có lẽ là mình đã về Việt Nam, và thậm chí là mình xin về Việt Nam trong một cái thời gian lâu hơn. Tuy nhiên là về điều kiện công việc thì mình cũng chỉ có thể xin nghỉ phép về Việt Nam, mà thời gian nghỉ phép ở Úc thì cũng không phải là quá dài. Do đó cũng hơi tiếc một chút xíu là năm nay mình cũng không thể ăn Tết với gia đình mình ở Việt Nam được. Một điều nữa là mình khá là vui trong năm 2023 đó là mình đã đưa mẹ mình đi Nhật. Và lần này thì mình chọn đi tour để phù hợp với điều kiện sức khỏe của mẹ mình. Vào vài năm trước đây thì mẹ mình cũng có ý định là đi Nhật rồi, nhưng vì lý do sức khỏe thì phải hoãn lại. Mặc dù lần này mình đi vào mùa đông không có nhiều cảnh đẹp như khi là đi vào mùa xuân ngắm hoa anh đào hay đi vào mùa thu ngắm lá vàng, nhưng những trải nghiệm của hai mẹ con mình trong đợt đi du lịch Nhật Bản lần này thì rất là thú vị và cũng rất là ý nghĩa. Trong chuyến đi Nhật lần này thì mình có cơ hội được tìm hiểu về đất nước, về cảnh vật, về con người Nhật Bản. Mình hiểu được lý do vì sao đất nước Nhật Bản có thể chống chọi với thiên tai và trở thành một trong những cường
cường quốc ở trên thế giới. Tới bình thường thì mình hay đi du lịch tự túc hơn và mình cũng thích đi du lịch tự túc bởi vì là mình có thể cơ động được về mặt thời gian. Tuy nhiên trong lần đi tour lần này thì mình đi cùng với một đoàn các cô chú các anh chị đều xuất phát từ Đà Nẵng, là người Đà Nẵng. Và theo như mẹ mình nói là rất là hợp cả. Do đó mình nghĩ cái chuyến đi tour lần này được gặp mọi người có cùng sở thích đi du lịch thì là một cái chuyến rất là vui và cũng là một cái trải nghiệm thú vị đối với mẹ con mình. Một điều nữa là trong năm 2023 là mình đã duy trì được những cái thói quen tốt, và cái thói quen thứ nhất đó là việc học tiếng Trung. Kể với mọi người thì mình cũng đã bắt đầu học tiếng Trung một hai lần trước rồi, nhưng mà sau vài ba tuần thì mình thấy là tiếng Trung khó quá và mình cũng không duy trì được cái động lực học tiếng Trung liên tục. Nhưng mà lần này mình đã kiên trì học tiếng Trung hàng ngày trong suốt một năm, và đến tận thời điểm mà mình làm video này thì mình vẫn học tiếng Trung hàng ngày. Và mình cũng cảm thấy đó là một cái cố gắng nhỏ nhỏ của mình trong năm 2023. Buồn cười, khi mình đi Nhật thì mình cũng có gặp các đoàn du lịch từ Trung Quốc, và các bạn Trung Quốc thì cũng tưởng mình là người Trung Quốc nên là các bạn có nói tiếng Trung với mình thì mình cũng trả lời lại là của bộ sư Trung Phu Rỉnh, có nghĩa là tôi không phải là người Trung Quốc. Và sau đó thì cũng có trao đổi một chút xíu với các bạn bằng tiếng Trung. Thì việc mình lựa chọn học tiếng Trung là bởi vì ở Úc có khá là nhiều người Trung Quốc, do đó là ngay ở cơ quan mình làm thì mình cũng có thể lâu lâu luyện tập và nói chuyện với các anh chị bằng tiếng Trung. Như vậy là cũng có tạo một cái điều kiện cho mình để luyện tập tiếng Trung của mình. Ngày xưa thì mình cũng có học tiếng Pháp khi mà mình ở trường trung học. Tuy nhiên là bởi vì mình không có điều kiện để sử dụng tiếng Pháp thì dần dà là cái vốn tiếng Pháp của mình cũng đã trả lại cho thầy cô hết rồi. Hy vọng là trong năm mới thì mình sẽ càng ngày càng trau dồi cái vốn tiếng Trung của mình, và một ngày nào đó thì mình có thể đi du lịch Trung Quốc mà không cần có hướng dẫn viên. Một cái thói quen thứ hai là mình lên video khá là đều đặn, gần như là hàng tuần kể từ khi là mình bắt đầu làm YouTube. Đối với những người làm content thì cái công việc này nghe tưởng chừng như là một cái việc đương nhiên. Tuy nhiên đối với mình thì cái việc làm content trên YouTube không phải là công việc làm toàn thời gian của mình, mà mình chỉ làm content giống như là một cái sở thích cá nhân, và mình thường tranh thủ những cái thời gian rảnh rỗi của mình để làm. Và phần lớn cái thời gian của mình là dành về cho công việc nghiên cứu. Và hàng ngày ngoài cái công việc chính mà mình được nhận lương thì mình còn phải dành ra những cái thời gian nghiên cứu để trau dồi những cái kỹ năng cho bản thân mình, cũng như là dành thời gian để viết bài báo khoa học. Như vậy là cái thời gian mà rảnh rỗi còn lại của mình thì không còn nhiều nữa. Tuy nhiên là mình cũng từng ngày cố gắng để có thể học hỏi thêm về các edit video, các viết content, cũng như là các làm ra những cái video có thể hấp dẫn hơn để chia sẻ với các bạn trên kênh YouTube của mình. Đã từ rất lâu, từ khi mà mình học đại học thì mình học là Environmental Engineering, nghĩa là kỹ sư về môi trường, thì mình cũng quan tâm về các vấn đề môi trường. Từ đó trong cái cuộc sống hàng ngày của mình ở Úc thì mình cũng cố gắng là cải thiện những cái thói quen, ví dụ như là thói quen sử dụng bao ni lông, hay là những cái thói quen mà mình không có khi mà ở Việt Nam, ví dụ như là phân loại rác. Thì mình đã duy trì những cái thói quen đó trong vòng nhiều năm, và trong năm 2023 thì mình nhận ra là cái số lượng mà bao ni lông mình sử dụng đã ít đi rất là nhiều. Khoảng 95% thời gian thì mình đều mang theo túi vải khi mà mình đi chợ, do đó lượng bao ni lông mà mình lấy về hoặc là mình sử dụng thì rất là ít. Điều này thì mình thấy rõ ràng nhất là khi mà mình về Việt Nam. Ví dụ là khi mình về Việt Nam thì khi bố mẹ mình đi chợ thì tất cả mọi thứ đều được đựng trong bao ni lông. Nói thật thì mình cũng không biết là phải làm như thế nào để mọi người ở Việt Nam có thể thay đổi cái thói quen này. Khi mà mình ở Úc và khi mà mình đi Nhật thì mình mới nhận ra một điều là việc giảm thiểu cái rác thải cũng như là nâng cao ý thức của mọi người về việc bảo vệ môi trường thì sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên trong sạch hơn. Nghe thì có vẻ hơi máy móc, nhưng mà trong đợt về Việt Nam vừa rồi, khi mà mình đi đến Hà Nội hay Sài Gòn thì mình thấy cái mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Sài Gòn thật sự là đáng báo động. Từ trên máy bay thì mình thấy là cả một bầu trời bao bọc trong khói bụi mịn. Như vậy về lâu về dài thì mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái điều kiện không khí ô nhiễm như vậy. Và mình cũng hy vọng là trong năm 2024 thì cá nhân mình và các bạn xem video của mình cũng có ý thức nhiều hơn về việc bảo vệ môi trường, bắt đầu từ việc thay đổi những cái thói quen hàng ngày như là việc sử dụng bao ni lông. Có một điều khá vui trong năm 2023 mà mình chưa chia sẻ với nhiều người, mà mình chỉ chia sẻ với gia đình mình và các bạn của mình, đó là mình đã có thường trú nhân tại Úc và mình cũng có thể thi lấy quốc tịch Úc vào năm 2024 này. Thật ra là mình đã có thể xin thường trú nhân ở Úc ngay sau khi mình học đại học, nhưng mà vì bản thân mình cũng hơi lầy lội và cũng hơi lười, do đó là chờ đến khi mà học xong tiến sĩ rồi thì mình mới bắt đầu tìm hiểu quá trình nộp PR, quá trình nộp xin thường trú nhân tại Úc.
Về vấn đề này thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn vào một cái video khác cho các bạn nào muốn tìm hiểu về quá trình xin làm PR và xin quốc tịch Úc. Từ những cái tổng kết ngắn gọn vừa qua thì mình cũng đặt ra những cái mục tiêu cho năm 2024. Việc đầu tiên cũng là việc tiên quyết mà mình bắt buộc phải làm, đó là mình phải nộp một bài báo khoa học trong năm nay. Thì mình cũng kiểm điểm bản thân mình một chút xíu là trong năm 2023, mặc dù mà là mình đã có đủ kết quả để viết một bài báo, nhưng mà mình vừa lại lội vừa lười. Nên là đến nay mình vẫn chưa viết xong bài báo của mình, và mình đã hứa với bác quản lý của mình là trước tháng 6 thì mình sẽ nộp cái bài báo mà mình đang viết. Việc thứ hai, ngay khi mà mình trở lại Úc là mình đã muốn dành thời gian để về thăm gia đình vào năm 2024. Mặc dù là các bạn nói đi về Việt Nam trong vòng 3 tuần, 4 tuần là một việc cũng không phải là quá khó khăn, tuy nhiên mình cũng cần phải sắp xếp thời gian và công việc của mình. Cũng phải lên kế hoạch làm việc một cách hiệu quả hơn, từ đó thì mình có nhiều cái thời gian rảnh rỗi và mình có thể tranh thủ nghỉ phép để về Việt Nam chơi và thăm gia đình mình. Việc thứ ba là mình muốn đọc nhiều sách hơn. Trong năm 2023 thì mình cũng bắt đầu làm nhiều việc khác nhau, do đó là mình cũng bỏ bê cái thời gian đọc sách của mình. Nếu vào đợt nghỉ vào tháng 8 năm 2022 khi mà mình về Việt Nam thì trong vòng một tháng mình đã đọc 10 cuốn sách, thì mình nghĩ thậm chí là cả năm 2023 mình cũng chưa đọc được 10 cuốn sách nữa. Và đây cũng là một điều khá là đáng báo động đối với mình, vì bình thường thì mình đọc sách cũng khá là thường xuyên. Lý do mà mình đề ra là bởi vì mình đã dành hết toàn bộ những cái thời gian của mình để làm content trên YouTube. Tuy nhiên thì mình vẫn cần phải chấn chỉnh lại, bởi vì là khi mà mình đọc sách thì mình biết được những cái thông tin hay từ nhiều phương diện khác nhau. Thì việc này cũng giúp ích cho mình trong việc viết lên ý tưởng, từ đó thì cũng giúp mình làm ra những video có nhiều nội dung và chất lượng hơn. Điều thứ tư là mình cần phải nâng cao cái chất lượng video của mình, ít nhất là về hai mặt. Thứ nhất là mặt nội dung, thứ hai là về mặt làm sao để làm cho video trở nên cuốn hút hơn. Hiện tại thì mình cũng còn rất là nhiều thứ để học hỏi trong cái mảng mà làm content. Tuy nhiên là sau một thời gian làm video thì mình cũng set up được một cái routine, một cái quy trình nhất định cho việc làm video ở những mục khác nhau. Ví dụ như là video chia sẻ về những kinh nghiệm học tập trong mục Study 101, hay là làm podcast, hay là làm vlog, thì mình cũng set riêng cho mình những bước mà mình cần phải làm cho từng loại video nhất định. Tuy nhiên là bởi vì background của mình không có nhiều kinh nghiệm về mảng làm truyền thông, do đó thì mình nghĩ là mình cũng cần phải học cách nói chuyện một cách lưu loát hơn, hấp dẫn hơn. Và đương nhiên thì mình cũng cần phải bỏ ra công sức và thời gian để thực hiện những việc đó. Thêm một điểm nữa là trong năm 2024 thì nhất định là mình phải mua xe. Trước đây thì mình nghĩ là mình không cần có xe ô tô bởi vì mình có thể đi lại bằng các phương tiện công cộng. Tuy nhiên khi mà mình chuyển đến Canberra thì các phương tiện công cộng ở Canberra không được thuận tiện như là ở Melbourne, đặc biệt khi là mình muốn di chuyển xa các khu vực trung tâm. Lý do là mình trì hoãn cái việc mua xe bởi vì là mình sống trong trung tâm khá là gần với nơi mà mình làm việc. Cũng bởi vì là trong cái cuộc sống hiện tại thì mình cũng cảm thấy khá là lười khi phải dành thêm thời gian cũng như là tiền bạc để chăm sóc cho một cái xe. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì mình cũng thấy là mình cần phải mua xe để tiết kiệm thời gian di chuyển và có thể làm những cái việc mà mình muốn làm một cách dễ dàng hơn. Vì vậy trong năm nay thì mình sẽ tìm mua một chiếc xe cũ và nhỏ thôi để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Điều thứ sáu là trong năm 2024 mình cũng đặt ra mục tiêu là mình sẽ tìm các kênh đầu tư khác nhau để có thể sử dụng phần tiền nhàn rỗi của mình một cách hợp lý. Trong năm 2023 thì mọi người cũng biết là nền kinh tế ở trên thế giới thì khá là đi xuống, do đó là mình dành cũng một vài thời gian để mình tìm hiểu về các kênh đầu tư khác nhau để phù hợp với mình. Tuy nhiên là mình cũng hơi rén nên là mình cũng chưa dám đầu tư nhiều vào một cái kênh cụ thể nào cả. Do đó trong năm nay thì mình cũng muốn tìm được vài kênh đầu tư khác nhau, những cái kênh đầu tư chậm và chắc phù hợp với tính cách và điều kiện tài chính của mình. Và điều cuối cùng mình đặt ra cho năm nay đó là mình cần phải dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân cũng như là tập thể dục đều đặn hơn. Mặc dù hàng ngày thì mình cũng cố gắng là mình sẽ dành một cái khoảng thời gian trong tuần, ví dụ như là khoảng 3 lần một tuần để tập thể dục. Tuy nhiên là vì nhiều lý do, và một trong những cái lý do đó là mình bị dị ứng phân hoa rất là nặng. Do đó khi là ở Úc thì phần lớn thời gian thì mình thấy là bị viêm họng, bị sổ mũi. Mình cảm thấy là sức khỏe của mình không ở một cái mức độ tốt nhất. Nhưng mà tất cả những cái lý do đó thì phần lớn chỉ là ngụy biện thôi. Mình nghĩ là mình cần phải đúc thúc bản thân và đặt ra một cái kỷ luật để mình rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn, từ đó nâng cao sức khỏe của mình cũng như là có thể làm việc với một hiệu suất tốt hơn. Trong video ngày hôm nay mình đã nhìn lại
toàn cảnh một chút xíu về những điều mình làm trong năm 2023 và đặt ra những cái mục tiêu cho bản thân mình vào năm mới. Thực ra trong năm 2023 không có những cái điều gì quá sức là đặc biệt đối với mình. Tuy nhiên qua những cái trải nghiệm nhỏ, những thành công nhỏ, những bài học nhỏ, tất cả mình đều rất là trân trọng. Và mình cũng cảm ơn một năm 2023 đã trải qua rất là an yên. Mình hy vọng là trong năm 2024 thì mình sẽ làm được nhiều điều, đi được nhiều nơi và học hỏi những điều thú vị để chia sẻ lại với mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Unordinary Researchers. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ mình ra các video tiếp theo. Bye!